Xin chào quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Vũ lại tiếp tục với cái bếp chay ấm tình Đà Lạt đang đóng những cái phần ăn đến với tất cả mọi người đây. Hôm nay dự kiến là nấu 50 phần. Dự kiến nấu 50 phần thì có chích cha sorry. Thiệt luôn á, hoài luôn á. Bỏ bên này lại đúng là mình không chuyên nghiệp. Ôi cái này ít quá, cho thêm miếng đi chị, no no người ta. Thằng này kệ nó cho người ta ăn cho nó no chứ đồ ăn mình đồ chay mà. Mình không có chuyên nghiệp nên kệ phụ mỗi ta mỗi người một tay vậy. Tìm. Chuyên nghiệp là múc vô liền luôn á. Lật múc cái nào ra cái đó. Hai má. Hai má đấy. Ồ bây giờ em cũng chuyên rồi nè. Hai má là được. Đây hai má này hồi nãy bày cho mọi người nè. Nói chuyện với mọi người ok. Đó. Hôm nay đi gặp đi xuống nhà đi phát mà chia ra nha mọi người đi. Ủa em lên danh sách chưa Bom ơi? Rồi nắm trong lòng bàn tay không? Nhưng mà em phải chia tí xíu phân công mọi người á. Chứ hôm qua hôm kia là hôm qua đi trùng. Với lại đem ra chợ giùm anh mấy phần ngoài chợ nha. Tí xíu nữa à, anh sẽ thay đổi là do anh đi xuống dưới kia anh đi để quay cho mọi người có hoàn cảnh ở dưới cái bà ông bà già cái kìa bây giờ không bà dưới đều anh vừa mới thấy một cái việc hạt lúa mà giờ không thấy nữa rồi. Đây là đóng băng một phần chị bây giờ còn đủ dây ta bao nhiêu hôm nay là bao nhiêu phần rồi ba 9, 30 không 50 rồi chị ơi hơn 50 luôn rồi đi nè chị coi nè 10 nè 10 chồng 3 có nghĩa là 30 đúng không 6 nè rồi 6 nhân 3 18 thấy không 50 rồi rồi hôm nay được 50 phần. Rồi thì sẽ có chia cho những hoàn cảnh khó khăn. Vũ có tặng thêm một ít quà là sữa rồi đường với dầu ăn với mì gói. Thì ngoài ra thì có trên đường đi á, nếu mà thấy có các cô chú anh chị mà khó, ví dụ như là bán vé số hay là mấy cô bao chai hay gì đó thì Vũ cũng ghé Vũ cho mỗi người một phần. Rồi hôm nay thì mình chuẩn bị đi phát cơm cho một số hoàn cảnh khó khăn. Thì tí xíu nữa đến đó rồi mình quay cho mọi người xem nha. Dạ con tới con cho đưa cơm cho bà. Dạ. Với con có một chút có quà con gửi cho bà. Dạ. Dạ bà là bà hai ông bà ở với nhau thôi hả? Hai ông bà. Dạ dạ đây. Thôi tối thôi đứng đây. Dạ.
con hỏi thăm chút để coi thử làm sao. Dạ. Con ai giúp được đỡ gì con giúp. Dạ. Dạ đây, ở đây được rồi, trong đó hơi tối. Con chào ông. Rồi hai ông bà ở với nhau dễ thương vậy. Dạ. Kệ nó, mùa khó này mà con có mở cái bếp chay đó. Xong rồi con nấu được cái gì con sang sẻ cho ông bà một chút. Dạ. Rau đồ làm từ thiện á. Tôi tới tôi phục. Dạ. Thôi là ở nhà nghỉ ngơi bên đó của con. Tôi rửa ráy rau đồ đó. Dạ, trên đó con thôi bà cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tại vì ở trên đó con có mấy bạn trẻ. Vâng. Trẻ nó cũng giúp mà cũng đông người á với bà. Vâng. Hả? Rồi hai ông bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi gần 70 rồi. Dạ, con ông? Ông tôi 71. Dạ, ông 71. Rồi hai ông bà ở với nhau lâu chưa, rồi con cái có con cái không? 30 năm rồi. Hả? Có cô con gái. Dạ. Nhưng mà nó ở Sài Gòn đó. Hà ơi. Dạ. Trời bây giờ cũng dịch vậy. Cũng đi làm mướn làm thuê vậy đó. Rồi hai ông bà có đứa con thôi. Vâng. Dạ. Dạ, có chị con gái đó. Thôi để con xem thử tình hoàn cảnh của mình đó, rồi con huy động rồi con giúp, con tính trên đường con giúp. Đang khởi nghiệp mà. Dạ. Dạ con cũng lớn rồi, năm nay con ba mấy á, con dạy ở trên trường đại học với con có công ty riêng. Dạ, nên là mùa này thì trời thương thì con cũng lâu nay làm ăn thì cũng êm xuôi đó. Vâng. Nên là con mới mở cái bếp ra con nấu cho mấy cái hoàn cảnh khó khăn. Vâng. Dạ, chứ mùa. Như nào đó? Dạ. Cậu làm phước rất tốt quá. Dạ. Mở quán xá thì tên gì vậy? Dạ không, con không có mở quán, con nấu ở nhà thôi. Vâng. Dạ, mấy anh em trong công ty thì mùa này cũng ít việc nè. Cái con huy động vô nấu. Dạ. Cảm ơn các cháu. Dạ con tới con xem tình hình rồi bữa sau nếu mà con giúp được gì thì con lại đến. Dạ. Cậu có ở công ty có họ rửa chén, họ dọn làm tập vụ á, cậu kêu dùm. Dạ. Tôi làm tôi kiếm cơm cũng được. Dạ dạ con hiểu. Dạ dạ để con tìm cách. Dạ. Dạ thôi ông bà cứ nghỉ ngơi nha. Con tới con coi sao hoàn cảnh như thế nào rồi có gì con giúp. Dạ. Cho con thì cũng trời thương là tuổi trẻ còn sức đi làm. Vâng. Chứ con cứ nghĩ suy nghĩ là ông bà là lớn tuổi rồi bây giờ làm lụng gì được nữa. Các cháu tuổi trẻ phải là vươn lên. Dạ. Đặt ra những cái hoài bão lớn. Dạ dạ. Đó, nên con tới thì con đầu tiên thì con chúc ông bà sức khỏe chút. Dạ có sức khỏe là được rồi, có gì con tính đường con giúp. Dạ kệ nó, mình bây giờ mùa dịch này thì ai cũng khó. Bây giờ ngoài phố ngoài đồ ở đâu cho buôn bán kinh doanh gì đâu. Vâng. Dạ. Trước tiên cũng cảm ơn cháu rồi. Dạ dạ. Công ty của các cháu. Dạ dạ. Ở trong công ty. Dạ 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 con cảm ơn bác. Dạ thôi con xin phép bác. Bác ăn cơm đi nha. Dạ. Rồi con tính là con mở cái bếp này khoảng cỡ được 2 tháng thì trong 2 tháng đó con sẽ cho bữa trưa con sẽ đem đồ ăn đồ lên cho. Dạ. Cảm ơn bác. Dạ dạ. Thì sau này nếu mà trời thương mà có nhiều người giúp đỡ ủng hộ thì con nấu lâu hơn. Dạ bên công ty con bỏ một phần rồi, cũng có mấy cô chú anh chị quen với con đó, bạn bè con nó cũng đóng mỗi người ít, có người cho rau có người cho gạo. À. Dạ con tên Vũ. Dạ. À, bà ông à, bà tên gì? À, Liên. Dạ con ông. Chuyên. Dạ để con biết có gì con giúp đỡ. Dạ rồi thôi ông bà giữ gìn sức khỏe. Ông bị bệnh gì? Dạ đau đầu, bệnh già đó. Dạ. Dạ. Dạ, thôi kệ nó, ông bà ráng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi con chắc là mai mốt gì con quay lại. Dạ rồi, con cảm ơn ông bà, con đi đã. Dạ, dạ. Đến đây bà ơi. Dạ, con về bà. Rồi đây. Rồi thì hôm mình vừa mới gặp bà đấy, thấy ông bà rất là tội. Thì chắc là Vũ sẽ cố gắng tìm cách huy động sau đó để có thể giúp đỡ được ông bà. Chứ thấy có hai ông bà cũng neo đơn đó. Bây giờ già đâu. Bà cũng muốn đi làm mà bây giờ không biết làm sao mà việc gì có thể cho bà làm. Nhưng mà Vũ nghĩ thôi già rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà chi phí trong nhà ăn uống cũng không đủ đó. Không khó lắm chứ không phải đơn giản đâu.
Rồi bây giờ mình lại xuất phát tới một điểm khác. Nghe nói là có bà bị nằm một chỗ với một cô con gái. Thì bây giờ mình tới đó nha.